Trong bản game Pokemon Scarlet và Violet của Gen 9, chúng ta đã được giới thiệu đến một nhóm Pokemon mới, đó là Paradox Pokemon, Pokemon nghịch lý. Hẳn có rất nhiều anh em sẽ tò mò, thắc mắc về những Pokemon này. Chúng là những Pokemon nào? Chúng có gì khác biệt với những Pokemon còn lại mà phải chia thành nhóm riêng như vậy? Và trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về chúng nhé. Ok, bắt đầu thôi nào. Lần đầu tiên những Pokemon này được đề cập đến trong cốt truyện của game, đó là từ sách đỏ và sách tím mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trong thư viện. Tuy nhiên lúc này chúng chưa được gọi là Paradox Pokemon, hay thậm chí còn chưa được xác nhận có phải là Pokemon hay không, mà cuốn sách chỉ miêu tả chúng như những con quái vật, những sinh vật kỳ lạ mà tác giả nhìn thấy trong chuyến thám hiểm miệng hố khổng lồ giữa vùng Paldea. Cuốn sách này đã được xuất bản từ hàng trăm năm trước và trở nên hot nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên càng về sau thì mọi người lại càng tin rằng những sinh vật kia là do tác giả chém gió chứ không hề có thật. Ở thời hiện đại có giáo sư Sada và Turo mang niềm đam mê mãnh liệt với hai cuốn sách này, và chính những Pokemon được vẽ hay chụp lại trong đó đã trở thành niềm cảm hứng bất tận cho họ theo đuổi nghiên cứu. Cuối cùng giáo sư đã xây dựng được một cỗ máy thời gian có thể đưa những quả cầu về những thời điểm khác nhau của dòng thời gian, bắt Pokemon và đưa chúng đến thực tại. Vào thời điểm mà tôi làm video này, tức là 2 tháng sau khi Gen 9 ra mắt, chúng ta có 8 Pokemon có vẻ như là dạng cổ đại ở bản Scarlet. Hầu hết chúng chưa được đặt tên mà chỉ có tên gọi theo ngoại hình. Đầu tiên là Great Tusk, mang hệ đất và giác đấu. Đây là song hệ lần đầu tiên xuất hiện trong Pokemon. Trong một quyển tạp chí có ghi chép lại rằng nó giống như một con dolphin với cặp sừng khổng lồ, vảy cứng cáp và rất hung hăng. Người ta đặt giả thuyết rằng đây chính là một báu vật còn sống từ thời kỳ khủng long, nhưng mà không ai dám chắc chắn cả. Brute Bonnet, hệ cỏ và bóng tối. Sinh vật kỳ dị này có những nét đặc trưng của khủng long kết hợp với Pokemon Among Us. Kích thước lớn và trí thông minh khá thấp của nó hợp lại trở thành một sinh vật man dợ, mạnh mẽ và hung tợn. Sandy Shock, hệ điện và đất. Một số nhà khoa học khẳng định rằng sinh vật kỳ bí này là một con Magneton đã sống hơn 10.000 năm. Nó được phát hiện một vài lần ở những vùng đất khô cằn quanh Paldea, nhưng không thấy có ai báo là bắt được. Nghe nói con này cũng rất hung tợn và một vài người thậm chí đã bị nó tấn công. Screamtail, hệ tiên và siêu linh. Người ta đã kể lại rằng chúng ẩn náu đâu đó trong những khu rừng ở Paldea. Một sinh vật với hình dáng tròn trịa đáng yêu như Jigglypuff, nhưng lại cực kỳ hung dữ và hiếu chiến, sẽ tấn công bất kỳ ai lại gần. Ngoại hình nguyên thủy và tính cách hoang dại này dẫn đến một lời đồn rằng nó có thể là con Jigglypuff từ 1 tỷ năm trước. Flutterman, hệ ma và tiên. Những nhân chứng mô tả lại rằng thoạt nhìn trông nó giống như một con Miss Reverse siêu to, máu chiến và hung tợn hơn. Hàng đêm nó lơ lửng trong không trung với những lọn tóc phất phơ trong gió. Một vài người còn tin rằng nó là hồn ma của một con thằn lằn bay từ thời xa xưa. Slitherwing, hệ bọ và giác đấu. Nó có chung những đặc điểm với loài Volcarona, cho nên một vài người đã đặt giả thuyết rằng nó có thể đã được hồi sinh từ hóa thạch cổ đại. Tuy nhiên từ trước đến giờ vẫn chưa thấy có thông tin nào về việc hóa thạch của Volcarona được tìm thấy. Rorimun, hệ rồng và bóng tối. Sinh vật này trông giống như một con Salamence đang chịu ảnh hưởng của một hiện tượng nhất định của một vùng đất khác trên thế giới. Tuy nhiên vẫn không chắc rằng nó có liên hệ gì hay không. Lông vũ sẽ rụng rải rác khi mà con này bay với tốc độ cao để săn mồi, và nó được cho rằng còn hung tợn hơn cả Salamence. Nếu như bạn gặp nó thì tốt nhất là đừng có dây vào. Và Coraidon, hệ rồng và giác đấu. Đây là Pokemon duy nhất được giáo sư Sada đặt tên. Nó còn được biết đến với cái tên khác là Wing King. Trông nó khá giống với Cyclizza nhưng mà vạm vỡ hơn và hung bạo hơn. Nghe nói nó có thể khiến cho mặt đất tách rời chỉ với nắm đấm của mình. Còn ngoài ra thì không có bất kỳ thông tin nào về sinh thái học hay là những đặc điểm khác của nó. Còn ở bản Violet, chúng ta cũng có 8 Pokemon được cho rằng là hình dạng tương lai. Tên của chúng đều có chữ Iron, mặc dù chỉ có mỗi một con mang hệ thép. Đó là Iron Threat, hệ đất và thép. Thoạt nhìn thì nó cũng khá giống Dolphin, nhưng có thể đột ngột cuộn tròn lại và lăn cực nhanh để tấn công. Có tin đồn rằng nó là một loại vũ khí gì đó không thuộc về thế giới này, nhưng mà cũng không ai dám chắc chắn cả. Tên của nó được đặt theo một sinh vật trong sách tím. Iron Moth, hệ lửa và độc. Cái tên này cũng được lấy từ một vật thể bay được mô tả trong quyển sách tím. Nó khá là giống Volcarona và sẽ bay từ trên trời xuống, đi theo con người, thậm chí đôi khi còn tấn công họ.
Một vài quan điểm chỉ ra rằng sự hung hăng này của Iron Mode có thể do thực chất nó là một UFO được điều khiển bởi người ngoài hành tinh. Có lẽ một dạng thực thể sống nào đó bên ngoài vũ trụ đang dùng nó để theo dõi chúng ta, chờ thời điểm thích hợp để tiến hành xâm lược. Iron Hands, hệ giác đấu và điện, đây cũng là một song hệ mới của Gen 9. Người ta nói rằng nó có đôi tay di chuyển độc lập với cơ thể và có thể ném cả những chiếc xe lớn đang chạy với tốc độ cao. Giả thuyết hàng đầu cho rằng Iron Hands đã từng là một vận động viên bị thương chí tử nhưng đã được biến thành cyborg để sống tiếp. Còn tại sao nó lại trông giống một con Hariyama thì chẳng có ai trả lời được. Iron Jugulis, hệ bóng tối và bay, một sinh vật biết bay sở hữu nhiều nét tương đồng với High Dragon. Có người nói rằng nó đã săn phẳng cả một tòa nhà bằng một chùm tia năng lượng cực mạnh, sau đó bay đi tìm mục tiêu tiếp theo. Có giả thuyết cho rằng Iron Jugulis là một dạng lai tạp, kết quả của một cuộc tình giữa một con High Dragon và một robot, kết hợp sự hung ác của con rồng với sự vô nhân tính của máy móc. Iron Thorns, hệ đá và điện, một sinh vật kỳ lạ trông cực kỳ giống Tyranita nhưng có vẻ rất thông minh và được bao bọc trong lớp vỏ kim loại. Sinh vật này sở hữu tính khí rất lạnh lùng và thường sẽ tránh những giao tranh không cần thiết, dẫn đến những suy đoán rằng nó có thể chính là Tyranita vào niên đại 1 tỷ năm sau. Iron Bundle, hệ băng và nước, một sinh vật trông giống như Delibird với một thiết bị hình cầu có thể phóng ra năng lượng băng với lực rất mạnh để đẩy nó di chuyển qua những vùng tuyết giá. Có cực kỳ nhiều giả thuyết nổi lên, giả thuyết hàng đầu cho rằng đây là sản phẩm của một nền văn minh đã biến mất từ lâu. Iron Valiant, hệ tiên và giác đấu, đây cũng là một hệ lần đầu tiên xuất hiện. Có giả thuyết cho rằng thực ra nó là robot, sản phẩm của một tay bác học điên đang cố gắng tạo ra Pokemon siêu linh mạnh nhất thế giới, sau cuối cùng lại ra một con tiên hiệp. Theo một số nhân chứng, Iron Valiant trông vừa giống Gardevoir vừa giống Galette. Nghe nói nó đủ tàn ác để dùng lưỡi đao sáng lấp lánh chém bất kỳ ai cản đường mà không hề do dự. Và cuối cùng là Miraidon, hệ rồng và điện. Đây là Pokemon duy nhất được giáo sư Turo đặt tên và nó còn được biết đến với cái tên khác là Iron Serpent. Trông nó khá giống với Cyclizar nhưng mà hung tợn hơn và mạnh mẽ hơn. Nghe nói sấm sét của nó đã từng biến cả một vùng đất thành tro bụi. Tất cả những Pokemon dạng cổ đại ngoại trừ Coraidon đều có chung một đặc tính là Protosynthesis, cho phép chúng gia tăng chỉ số mạnh nhất dưới điều kiện trời nắng. Còn tất cả Pokemon dạng tương lai ngoại trừ Miraidon sẽ mang đặc tính là Quark Drive, gia tăng chỉ số mạnh nhất của chúng trên môi trường điện. Cả hai đặc tính này đều có một cách khác để kích hoạt, đó là khi Pokemon được trang bị Booster Energy. Còn Coraidon và Miraidon giống như là thủ lĩnh của chúng. Coraidon có thể tạo ra nắng và Miraidon có thể tạo ra môi trường điện, đồng thời chúng cũng được gia tăng sức mạnh trong điều kiện mà bản thân tạo ra. Hầu hết các Pokemon kể trên đều có tổng chỉ số cơ bản là 570, ngoại trừ Rorimun và Iron Valiant là 590, còn Coraidon và Miraidon là 670, huyền thoại mà. Cũng ngoại trừ Coraidon và Miraidon, tất cả các Pokemon dạng cổ đại đều có các chỉ số là số lẻ, còn những Pokemon dạng tương lai đều có tất cả chỉ số là số chẵn. Đồng thời tất cả chiêu thức của các Paradox Pokemon đều học được ở những level chia hết cho 7. Những Pokemon Paradox này có thể được chia thành nhóm riêng giống như là nhóm Ultra Beast. Và cũng giống như Ultra Beast, tuy không được tính là Pokemon huyền thoại, nhưng mà khi anh em đánh rank ở trong game thì chúng vẫn sẽ được xếp ngang hạng với những Pokemon huyền thoại cấp thấp, ví dụ như Zapdos hay là Suicune để mà tính slot trong đội hình. Đấy là phần thông tin sơ lược, thế còn phần nghịch lý ở đâu? Ở đây này, tất cả chúng nó đều được liệt kê là Pokemon nghịch lý ở trong Pokédex. Và chắc hẳn anh em cũng có thể thấy những Pokemon mà tôi vừa liệt kê rất là khác biệt. Không những chúng không được gọi là form cổ đại hay là form tương lai của Pokemon, mà chính bản thân tên chúng nó còn không giống tên Pokemon truyền thống mà chỉ như là biệt danh mà thôi. Bên cạnh đó, chúng hầu như không có thông tin gì cụ thể mà phần lớn chỉ toàn là phỏng đoán, giả thuyết và tin đồn. Thậm chí đấy còn chẳng phải là thông tin Pokédex mà là được viết trên những cái quyển tạp chí, những cái nguồn thông tin không đáng tin cậy. Những tạp chí này thì ai cũng có thể tìm thấy ở trong thư viện hay là trong hiệu sách và ai cũng cho là nhảm nhí. Còn thông tin Pokédex của chúng thì cũng rất mơ hồ, chủ yếu cũng chỉ nói rằng chúng giống như sinh vật được miêu tả trong tạp chí này hay là trong sách kia mà thôi. Cái khúc mắc lớn nhất ở đây là những Pokemon này vốn được đưa đến từ cỗ máy thời gian do giáo sư Sada hoặc là Turo chế tạo. Vậy thì từ hồi xưa, mấy ông thám hiểm đã chụp hình và ký họa chúng từ đâu ra?
Còn nếu chúng vốn đã tồn tại dưới đáy Area Zero từ 200 năm trước rồi, thì tại sao trong suốt quãng thời gian rất dài đó không một ai có thể tìm thấy chúng nữa? Thậm chí còn dẫn đến việc mọi người tin rằng những Pokemon kia đều được tác giả thêu dệt, bốc phét chứ không hề có thật. Và nếu chúng vốn đã tồn tại ở đấy rồi thì đâu có lý do gì cho giáo sư phải tạo ra cỗ máy thời gian nữa. Chính trong cuốn sách đỏ và sách tím cũng không có nói gì đến việc những sinh vật kia là Pokemon tiền sử hay là tương lai hay là đến từ cái niên đại nào. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, vị giáo sư của chúng ta vẫn có thể tìm ra lai lịch này của chúng để rồi tiến hành xây dựng cỗ máy thời gian. Liệu đây có phải chỉ là phỏng đoán chủ quan hay không? Và kể cả nếu như chúng đến từ quá khứ hay tương lai thật đi, thì có lý do gì mà tất cả những Pokemon được đưa về đều chỉ là những loài được mô tả trong sách đỏ và sách tím, chứ không còn loài nào khác? Bởi vì chắc chắn cái hệ sinh thái biến đổi hàng tỷ năm không thể chỉ có một vài loài như vậy được. Tôi nghĩ đấy là đủ để giải thích cho lý do tên gọi của chúng là Pokemon nghịch lý thay vì gọi là Pokemon cổ đại hay Pokemon tương lai. Có thể chúng ta sẽ tìm được lời giải trong những phần truyện tiếp theo được mở rộng khi mà DLC ra mắt. Có thể cỗ máy thời gian kia không thực sự là cỗ máy thời gian bởi vì nó không thể sử dụng cho con người, cho nên chính giáo sư cũng không thể kiểm chứng được tác dụng của nó. Khả năng cao là vì đam mê quá lớn của bản thân và một vài thí nghiệm trùng hợp khiến cho ông ta tin như vậy mà thôi. Có thể khả năng thực sự của cỗ máy này là biến những thứ trong tiềm thức của con người thành hiện thực, cụ thể ở đây là tiềm thức của giáo sư, giải thích cho việc tại sao chỉ có những Pokemon được ghi chép trong sách đỏ và sách tím được tạo ra mà thôi, bởi vì giáo sư đang cố gắng tìm kiếm chúng. Cái giả thuyết này khả năng trúng khá là cao, bởi vì trong Datamine chúng ta biết rằng vẫn còn hai con Paradox nữa, đó là Paradox Suicune và Paradox Virizion. Thực chất thì hình ảnh của hai con này đã có trong sách đỏ và sách tím, nhưng chỉ là sản phẩm tưởng tượng do ông họa sĩ của đàn thám hiểm vẽ ra trong lúc cao hứng mà thôi. Tôi nghĩ khi hai Pokemon này thực sự xuất hiện sẽ là xác nhận cho cái giả thuyết này, đồng thời cũng sẽ lý giải việc tại sao chúng nó lại có những cái tên khác so với những con ở hiện tại. Ví dụ tại sao lại gọi là Greatus và Iron Thread chứ không phải là Dolphin cổ đại hay là Dolphin tương lai, bởi vì chúng là những sinh vật hoàn toàn riêng biệt, không phải là họ hàng hay bất cứ cái gì liên quan đến con Dolphin cả. Cũng có khả năng trong quá trình khám phá phần còn lại của Area Zero, chúng ta sẽ tìm thấy một cuốn sách nữa với những ghi chép chưa bao giờ được công bố và có thể sẽ liên quan đến sức mạnh của Pokemon huyền thoại thứ 3, liên quan đến sự phản chiếu theo cái lý thuyết bẻ cong sự thật giống như là khúc xạ ánh sáng hay là gì đấy. Có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời trong tương lai gần, hoặc cũng có thể là không, để cho nó mãi mãi là một nghịch lý bí ẩn. Và thường thì những thứ bí ẩn sẽ có nét gì đó quyến rũ hơn là những sự thật được phơi bày. Đến đây tôi cũng xin phép được dừng video, hy vọng rằng anh em đã có khoảng thời gian giải trí với video này. Mà cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về nó làm gì nhá, bởi vì chỉ là game thôi mà. Game có cái gì thì mình trân trọng cái đó thôi. Anh em hãy cho tôi biết Pokemon Paradox mà anh em yêu thích nhất là gì dưới phần comment nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ video này. Tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool!